stream mà bị mất sóng lên lại. Nó nguyên cái đống nâu này là bây giờ không biết làm cái gì luôn. Đó, cái rễ thì có một chút xíu thôi á, mà rau thì quá trời đây. Nhiều quá, ăn không sể. Hôm nay làm salad trộn. Mà nó non dữ lắm, nó mềm bục rồi. Non hả? Nó non dữ lắm. Cái lá nó non, nó mềm bục rồi. Đụng nhẹ cái nó gãy, đụng nhẹ nó gãy. Bạn Phan Phạm Minh Ánh nói là xay nước sinh tố kìa. Sinh tố rau hả? Sinh tố rau hả? Dạ trời, sinh tố rau rồi xay thì sao? Hãy cho mình công thức đi chứ. Di kêu đem ra chợ bán thì chắc kêu Mio đi bán rau. Đặt xuống rồi cho Mio đi chợ thấy ra bán. Quá trời quá đất luôn. Mà nó mềm dữ lắm. Đó, rau mà một xô vậy đó. Không kịp luôn mà. Thôi cắt phân nửa thôi, chừa phân nửa giữ. Đó, mình cắt phần ngoài thôi, những cái lá lớn, còn những cái lá non thì mình dưỡng tiếp cho nó lên tiếp. Ở trên là rau mồng tơi ở phía trên đây, còn ở phía bên kia là rau muống nè. Đó, salad sau cái màu quá trời luôn. Đó, thấy để chân đẹp lắm á, cái này để cắm bông luôn á. Tết đẹp lắm á. Đúng không? Các bạn kêu sốt chua ngọt cho mát nè. Trời ơi, này để vô cái cắm hoa Tết nè. Cuốn bánh chén thôi, chắc ngày mai đi mua bánh chén về cuốn thịt đi. Chí ăn không Chí? Dạ. Bánh chén cuốn hay là cá, mà mua cá về hấp cuốn bánh chén không ba Hải? Cũng được. Mà cái này nó mềm, nó đụng cái nó gãy à, nó mềm. Lá non luôn, mà, nó cái này lá non. Chứ. Nó mềm mục à. Đó. Rau một đống vậy đó. Bởi vậy Hà mới nói là anh Hải mà không có đi hát hay không làm đạo diễn thì chuyển qua làm nông dân cũng được. Hợp. Bạn Tiết Nga nói làm cá hấp ok nè. Ba cái con cá về hấp. Hoặc là mua cá trắng mà cá nhỏ li ti á ba. Ừ. Hấp xong rồi cuộn bánh tráng rau nè. Ờ, cá trắng ở đây là có bán đâu. Có, em mua cá sông đó. Mấy bữa kho mà kho các loại cá linh tinh đó anh nhớ không? Nó đào đáy lên á. Hằng kìa, Hằng bé Hằng nói là lâu quá mới thấy Út kìa. Dạ hả? Bé Hằng đây có cái hình avatar ảo quá nha. Lâu quá không qua nhà chơi. Bé Hằng lâu quá không qua nhà chơi kìa. Hello bạn Hiền Nguyễn. Hello bạn Mai Hương Nguyễn. Đó. Chưa bớt đi, cảm nhiều quá ăn hết. Lại không, bây giờ mai hái tiếp anh. Này ăn hôm nay thôi, ăn cái đống này hôm nay ăn là cũng bệnh luôn á. Ăn bệnh luôn á. Này ăn chừa cơm. Nhiều quá, ăn hết. Đó, cho các bạn xem đây. Đó. Năm vàng. Cái này là còn ở dưới, một vàng ở dưới, còn đây là rau con đang gieo nè. Cái này đang gieo, dưới lên. Bên đây rau thơm với lại rau cải nè. Nhiều quá. Nhiều quá. Này làm đủ món luôn á. Quá ăn hết rồi. Hello Hoàng Ngân, hello bạn Hoàng Ngân. Nhiều quá. Để giải quyết cái đống này. Rất là non nè. Không có, cái này là không có thuốc men gì luôn á. Không hề có thuốc gì luôn á. Mà nó lên tốt vậy đó. Này giống hoa, giống cây hoa quá. À, đi mua về thì mình sẽ ăn không ngon. Chứ nhiều lúc mình ăn mình bỏ mứa, chứ mà của mình trồng là ăn sạch luôn á, không dám bỏ lá nào hết. Bởi vì công mình trồng trong cái mồ luôn, bỏ phí. Anh Lê Hoàng Hải ơi, em và anh Hải trồng ở nhà đó. Này là đang ở nhà thu hoạch nè. Thu hoạch buổi sáng để trưa ăn. Bé Hằng ơi, ổi ở tầng dưới. Ổi quá trời trái luôn. Nhưng mà đang còn xanh. Khoảng 2 tuần nữa chắc mới chín quá, 1-2 tuần nữa.
Ổi với cốc quá trời luôn ở tầng dưới á. Này ăn cơm mà ăn ăn rau quả vậy á, là nhiều khi ăn rau trừ cơm để giữ dáng cũng được. Hồi nãy có bạn nào mà chỉ kêu là đem rau xanh đi xay sinh tố uống nữa. Sinh tố à? Bỏ bỏ sữa vô hay là bỏ tôm khô vô xay? Trời 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 trời. Tao buồn á. Nào các bạn ơi, mấy em nhỏ đi học rồi, còn Mio thì đang ngủ trưa. Bạn Tony Trình nói anh Hải nè, anh Hải bản lĩnh quá, làm cái gì cũng giỏi. Good boy. Có bí quyết gì mà anh Hải làm được vậy, chia sẻ với tụi em nha. Bạn Thụy Thụy khen kìa, người hái rau cũng đẹp kìa. Hoặc quần bà lỏng hái rau mà cũng được khen. Nhưng mà anh này mặc đồ vét hái rau mới kỳ. Sáng tập thể dục xong ra hái rau luôn. À, sáng là tập thể dục xong ra hái rau luôn. Quá ăn luôn, không thể rồi, ăn nhiều quá. Thôi được rồi. Ngày về xuống trộn ngày ăn 2-3 ngày cũng hết. Không hết đâu. Được rồi đó chứ. Mấy ngày luôn để còn cái này. Rau mà một đống vậy đó. Không để. Để về trồng là phải trồng xoay vòng á. Bước một lần. Cái này là trồng xoay vòng mà ăn còn không kịp đây nè. Duyên Phan ơi, hôm nay là thu hoạch rau. Còn làm nông dân thì làm đều đều. Sau khi mà quay xong, dựng xong phim Lật Mặt 3 thì anh Hải đã trở lại với lại công việc đồng án. Nhờ vậy mà nhà mới có rau để ăn. Chứ anh Hải đi là nhà không có rau ăn. Bà Hải mà đi là nhà không có rau ăn. Dạ, yeah, thầy Thích Minh Phước cũng online nè. Thầy ở xa quá chứ không hà gửi rau cho thầy ăn. À, Thu ơi, bây giờ mà chị mà di chuyển qua tầng dưới thì nó sẽ chuyển wifi, nó sẽ bị hack cái livestream này em ơi, cho nên chị không có di chuyển được. Để chiều chiều hay ngày mai gì đó, tụi nhỏ nó về xong rồi chị livestream cho em xem. Cherry nó ra ngoài giường nó hái ổi hoài à. Ốc tóc với ổi nhiều. Mai Trần tự dọn luôn em ơi. Trồng xà lách hay nhiều đây nè, cái đâu muốn mà. Cây non nè, cây nó chưa lên. Đây hơi bị ngọt sáng rau dền nè. Ngọt sáng quá. Anh Hải đang dọn sân cho nó sạch sẽ. Thôi livestream một chút cho cả nhà xem thôi. Bây giờ chắc ao chọn sân dọn cho nó sạch sẽ, tại vì ở nhà thì mình làm đến đâu mình dọn đến nó luôn, chứ mà mình làm xong mà có người đi theo dọn mình thì mất thời gian cũng người khác nữa. Ba Hải được cái là có thể dọn dẹp, dọn nhà, dọn vệ sinh suốt cả ngày. Công việc yêu thích. Quá trời quá đất rồi, nhiều quá. Công việc yêu thích của ba Hải. Bởi vậy hả, ở chung với ba Hải thì khi muốn làm biến cũng khó nữa. Em làm hoài, em làm hoài, dọn dẹp hoài mà. Thương à. Thương lên phụ hái rau đi dưới online Phương. Không lên phụ mà ở dưới online. Bạn Nana hỏi mới sáng ba Hải chắc lạnh lắm. Nãy giờ làm nóng rồi em ơi. Này làm nóng dữ luôn nè. Lâu mà ngon lắm em, không có già đâu. Em rồi em uống lơ
lên. Dạ, phải đi lấy cái rổ, cái thau để đựng cái đống rau này đem xuống rửa. Nhiều quá, xử lý không hết. Lương Bình giống chồng của em chị ạ. Vậy là được đó em. Đàn ông là bây giờ là phải gọi là đảm việc nước, giỏi việc nhà thì mới đủ chuẩn. Thôi bây giờ đi gom rau xuống, lấy cái rổ, lấy cái bao đi chị. Anh lấy rửa. Nhiều quá. Cái này rửa chắc bỏ tủ lạnh cho anh đốt được. Chắc không có rửa anh. Mình phải bỏ tủ lạnh xong rồi cái nào mình ăn tới đâu mình rửa tới đó, nó không bị uống đâu. Chi ra mình sạch cái mồ luôn mà. Đừng để nước vô ướt anh, để tủ lạnh nó nước vô nó bị uống. Sốt cà chua thịt bò cũng được nè, nhà con thịt bò đó. Hỏi trồng rau theo mô hình này có dễ chăm sóc không? Không có cần phải thuốc trừ sâu nhưng mà phải đi bắt sâu em ơi. Với lại thấy mà có rầy là phải bỏ chứ không mà rầy nó sẽ bị lây á. Mấy lần trước trồng cũng có mấy lần bị rầy lây á, rồi đuối luôn mà. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi ra thăm rau mà thấy nó bị rầy là phải bỏ liền, cái lá nào bị rầy là phải bỏ liền không để nó tránh nó lây. Rồi thôi ba Hải bye bye cả nhà đi. Rồi bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Công việc đồng án nữa đây là kết thúc. Đâu có kết thúc đâu, đang dọn sân nè, thấy không? Đó. Bạn Tâm Tự Tin hỏi là nhà chị xong sân thượng hay vườn nhà? Ở nhà chị thì có hai khu vực trồng. Ở trên sân thượng thì chị trồng rau, thủy canh. Còn ở dưới thì chị trồng rau mà trồng bằng cây đất đó em. Trên này thì trồng cây thủy canh thì sẽ không có cần đất mà trồng cho bằng coi, cây coi, coi. Bữa nào hôm nào ba Hải trồng á, ba Hải gieo hạt, ba Hải mẹ Hà sẽ livestream cho các bạn xem. Cái này vườn rau thủy canh, còn vườn rau dưới thay dưới đất á, chưa cho coi, bữa nào, bữa hẹn bữa khác. Bữa khác sẽ cho các bạn xem vườn rau ở dưới đất nha. Đó, trồng rau thủy canh thì mình chỉ gieo như vậy nè. Mình gieo hạt xong nó lên cái cây con nhà trong xơ dừa rồi mình để lên cái dàn thủy canh thì mình sẽ trồng thủy canh là mình trồng bằng nước. Mình không có trồng bằng đất, trồng bằng xơ dừa thôi. Đó. Rồi thôi bye bye cả nhà nha. Bye bye nha.